Sau khi mà phiên tòa kết thúc ấy, nghe cái bản án 15 thì mình rất là bất uất. Và lúc đó theo cái vô thức phản kháng trong mình ấy, thì mình đã hô lên mẹ đúng vô tội. Và theo đoàn người hô lên như vậy, thì trong khi mình hô như vậy thì đột nhiên có rất là đông người lao vào mình. Nghe liên tục có những người đàn ông to khỏe kẹp lấy cổ mình rất là nhiều lần, vặn cổ mình, lôi đi. Và mình la lên là lúc đó mình rất là phẫn, tại vì là họ như kiểu muốn giết mình ấy. Mình nhớ đến lúc mà họ đánh chết bố mình, mình nhớ đến lúc đó mình mới la lên là bây giờ đánh chết bố mình rồi, bây giờ muốn đánh chết mình nữa. Tại vì bố mình chết là vì cổ, và bây giờ họ kẹp cổ mình, họ đánh mình như vậy, họ cũng muốn giết mình luôn. Và cũng nghe lúc đó mình không biết là họ đánh bao nhiêu đòn, và họ không biết là có bao nhiêu người đó đánh, tại cả nam và nữ rất đông và rất đông. Sau khi mà họ đánh mình xong thì họ lôi mình đi. Mình giống như là bị say ra, mình ngã ngả người ra và hình như là khiêng mình như một con heo ấy. Xong rồi họ đẩy mình lên một cái xe. Sau khi đẩy mình lên cái xe thì họ chở mình đi về bên công an xã Vĩnh Lương. Sau khi mà chở lên công an xã Vĩnh Lương thì mình ngồi một lúc thì họ yêu cầu mình lên xe để đi sang công an xã khác. Thì khi mà mình nói là mình không đi thì sao, họ nói là nếu mà mình không đi thì họ sẽ lôi mình đi. Thì mình nói là muốn lôi thì lôi, tôi không đồng ý cái sự làm việc như vậy. Thì một công an viên khác nói với mình rằng là cứ đi qua bên chỗ khác làm việc. Rồi họ trả lại cho mình cái điện thoại iPhone mà đã cướp của mình trong lúc đánh mình ấy. Trong khi đánh mình họ nhằm mục đích là cướp điện thoại của mình, cướp trong họ như là những con thú ấy, đang cướp mồi ấy. Mà nói con thú đang cướp mồi thì cũng còn tốt quá, nhưng mà như là giống như là những cái tên trộm những cướp ấy đang nhăm nhe cái món hàng ấy qua vào họ. Thì mình có nói rằng là thì khi mình nghe thấy vậy thì mình cũng đồng ý. Vậy là mình đi lên trên xe đi cùng họ về xã Vĩnh Trung. Thì về đến xã Vĩnh Trung á, thì ở đây có cái người mà đưa mình đi cùng xe với mình, mặc thường phục đi cùng xe với mình về bên Vĩnh Lương từ chỗ đánh mình á. Thì anh ấy có nói rằng là lần sau khi mà đến Nha Trang nữa, nghĩa là anh đang đe dọa mình. Có nghĩa là ý anh ấy rằng là lần sau đến Nha Trang cẩn thận đấy. Mình cũng nói thẳng luôn là muốn đánh thì cứ đánh. Đánh đàn bà thì rất là dễ, người đàn ông đánh đàn bà rất dễ, huống hồ là các anh còn có rất là đông mà, rất là nhiều. Các anh có thể đánh mình, có thể hành hung mình bất cứ lúc nào mà không ai biết khi mình đến Nha Trang. Mình chấp nhận hết. Mình khẳng định những người đánh mình là công an, an ninh công an tỉnh Khánh Hòa. Họ không phải là người dân bình thường, tất cả đều bịt mặt, họ sợ lộ mặt. Những người mà làm việc chính nghĩa, việc đúng thì không bao giờ phải bịt mặt, nhưng mà họ đều bịt mặt hết.